We'll be right back.
85 cân mặc size to nhất là 2XL cho em nha. Cái mã này nhà em nhận form cho mọi người là từ 40 cân tới 90 cân. Đấy, nhận form cho mọi người là từ 40 cân tới 90 cân nhá. Mọi người tranh thủ nhanh tay này, comment đầy đủ chiều cao và cân nặng, em tư vấn chuẩn size chuẩn số nhất cho tất cả các anh chị em nhà mình mặc trải nghiệm nhá. 1m66 53 cân mặc cho em Tùng là size M. 53 cân mặc size bé nhất là size M thôi. Đấy, ba màu cho mọi người nhá. Mã này nhà em sẽ có ba màu này. Ba màu này. Màu ghi xám là cái màu em đang mặc trên người là màu ghi xám này.